Này mang nước ra cho mẹ luôn. Giỏi chứ trời. Thế đi vô ngủ đi, đi vô chơi đi. Ra làm gì? Mệt lắm. Nắng nữa. Ốm bây giờ. Nhiều thế. Nước à? Chưa à? Chưa.
Đi vô nhà nhá, này cầm chai nước. Cầm chai nước rồi đi vô nhà đi. Cầm chai nước đi vô nhà nhá luôn nha. Đi vô nhà đi. Ôi, mang một quả táo ra đây làm gì? Hả? Lại mang táo đây cho mẹ. Đây. Mẹ ăn một miếng này, còn lại cho Mỵnu. Mỵnu ăn. Thôi thế. Thôi. Mang táo ra cho mẹ luôn. Tại kia ngồi ăn nha. À, ngồi đây ăn nha, để mẹ hái rộng ấy chưa? Ăn xong rồi đi vô trong nhà đi. Đi chưa? Ăn xong rồi đi nhà đi nhá. Vô nhà nha. Hái đậu với mẹ à? Hả? Hái đậu. Đây, dạy mẹ chị đi hái đậu nha. Muốn phụ mẹ. Dạy mẹ chị đi hái nha. Đây này. Đưa này, hái mấy quả đậu này. Nha. Đây. Này. Mẹ chị đi. Rồi, bỏ đây. Cởi này. Rồi.
nha. Xong rồi con đặt ở đây này. Hái xong rồi con bỏ vô. Đi hái đi, đây này. Đấy, hái bỏ vô. Hái bỏ vô mà. Kìa, nuôi lại kìa. Đây này. Đi hái đậu đi này. Đây này. Nằm lên đống đậu đấy này. Mệt thế hả? Mệt á. Ôi, mẹ chiều chưa? Mệt á. Mệt á. Mệt á. Mệt á. Con nằm nghỉ á. Đi vào rửa tay chân nha. Rửa chân mẹ lấy cho Mỵnu sữa Mỵnu uống nhà. Được không? Giỏi. Thôi. Đều trước khi uống như là mẹ lắc đều như này. Đấy. Đây. À, giỏi. Ai mà giỏi thế ta? Ai mà giỏi thế ta? Ăn này, uống cái miệng. Đứng lốc lên. Ngon nhỉ? Hả? Mỵnu
giỏi rồi đấy. Ai mà giỏi đấy, hả? Mệt chưa? Monkey.